Chào quý anh chị và tất cả mọi người. Chúc quý anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Hiện tại Xuân Thiệu đang có mặt tại bản Lũng Lình A nha mọi người. Thì hôm nay Xuân Thiệu cũng vào đây để có một cái tin rất là vui đến mấy gia đình ông già Mỹ Muôn. Ở cái video đợt trước ấy, thì Xuân Thiệu có chia sẻ lên thì ông già Mỹ Muôn này, ông đã bị ốm hơn một tháng nay. Hiện tại thì đang ở mấy cậu con trai, và cậu con trai này thì có gia cảnh cũng rất là khó khăn nên là cũng không mang ông đi khám được ấy. Vì hôm nay Xuân Thiệu vào đây thì để mang cho gia đình ông là một cái tin rất vui, được chị Phương ở bên Mỹ có gửi cho Xuân Thiệu là 200 đô để mang ông Muôn này đi xuống bệnh viện khám để xem cái tình trạng bệnh tật của ông nó ra làm sao. Hiện tại thì Xuân Thiệu đã vào đến đây rồi, nhưng mà do mấy ngày hôm nay ở trên vùng cao này ấy, trời mưa nên là rất nhiều nước mọi người. Đấy, ở trên trong này thì có một cái sông Nho Quế xả lũ nên là cũng rất là nhiều nước. Đấy, sông đây, mọi người cũng thấy đây là bản Lũng Lình A thì ở biệt lập hoàn toàn ở bên này đường nhé mọi người. Đấy, bà con muốn đi sang bên này thì chỉ qua một cái lối mòn duy nhất này thôi để và vượt qua cái con sông này. Bình thường những ngày trời mà không mưa ấy, thì đường đi vượt qua sông này thì có rất là ít nước thì bà con vẫn đi sang được. Hôm nay Xuân Thiệu vào đến đây thì nước rất nhiều thế này thì không đi sang bên bản Lũng Lình A này được rồi. Thì tại vì mấy ngày hôm nay trời có mưa nhiều ấy. Ở trên sông Nho Quế này đang xả nước lũ xuống nên là nước rất là nhiều. Hiện tại thì nhà ông Muôn ở bên này nhé mọi người. Nhà ông Muôn phía bên trên này, muốn sang bên nhà ông Muôn thì phải vượt qua cái con sông này rồi theo cái lối mòn để đi lên nhà ông. Đấy, bà con của chúng ta ở trên này thì cứ ở trên những cái đỉnh núi rất là treo leo nha mọi người. Hiện tại thì trời cũng không mưa rồi nhưng mà nước nhiều thế này thì cũng không sang bên nhà ông được. Không biết mấy hôm nay thì cái tình trạng của ông như thế nào nữa. Vừa rồi này Xuân Thiệu cũng do trời mưa không lên bản được ấy, nên là cũng có về quê thăm gia đình mấy hôm. Thì hôm qua Xuân Thiệu cũng vừa mới lên đến trên này. Thì hôm nay trời cũng không còn mưa nữa nên là cũng vội vào đây để báo cái tin này cho gia đình ông. Nhưng mà Xuân Thiệu vào đến đây thì dưới dòng sông Nho Quế này rất nhiều nước nên là cũng không thể sang bên nhà ông được. Vừa rồi Xuân Thiệu có điện sang cho con trai của ông ấy, bảo là hiện trạng hiện tại thì cái sức khỏe của ông thì cũng khá lên một chút rồi. Tại vì vừa rồi này Xuân Thiệu vào thì cũng có dặn em là mua những cái đồ tầm bổ cho bố để sử dụng, một ít trứng, một ít thịt, và cũng mang lên cho ông một cái bao gạo để cho ông sử dụng. Nên là cái thể trạng của ông thì cũng khá lên một chút theo cái thông tin Xuân Thiệu vừa nắm bắt được qua bên con trai của ông ấy. Nhưng mà hiện tại thì đường qua bên nhà ông thì nước rất nhiều thế này thì cũng không thể sang bên nhà ông được rồi. Không biết là trời còn tiếp tục mưa hay không nữa. Nếu mà trời còn tiếp tục mưa và nhiều nước thế này thì cũng không thể làm gì khác được. Tại vì như mọi người cũng biết là dòng nước chảy xiết thế này thì không thể sang bên nhà ông ấy để đưa ông ấy sang bên này đường được. Hiện tại thì Xuân Thiệu cũng đã vào đến đây. Anh em mọi người, đây là cái con đường đi vào nhà máy thủy điện sông Nho Quế 2 nhé mọi người. Ở trong cái khe núi này. Chắc vừa rồi mấy ngày trời mưa liên tục nên là
nước dồn về rất nhiều nên là xả xuống đâm ra hiện tại bây giờ là nước rất nhiều luôn, mọi người cũng thấy. Rất nhiều nước, muốn sang bên nhà ông Buôn này thì cũng không thể đi được. Này nếu mà trời không mưa thì chắc phải mất vài ngày để nước giảm bớt đi thì khả năng là mới đi sang nhà ông ấy được nha mọi người. Cái tình trạng sức khỏe của ông thì không biết mấy hôm năm vừa rồi này cũng đến đâu rồi. Thời tiết như thế này thì cũng không thể làm thế nào khác được. Vì cái dòng nước này thì cũng không thể vượt qua được ấy. Mà bản bên này thì cũng không có đường nào khác để mà đi sang bên này đường nữa. Việc đi lại của bà con ở bên Lũng Lình này rất là khó khăn. Mọi thứ sinh hoạt và có giao lưu đi chợ rồi có cái công việc gì đấy để sang bên này đường thì bà con đi lại rất là khó khăn và vất vả. Vừa rồi Xuân Thiệu chia sẻ lên ở cái video trước ấy thì cũng được chị Phương ở bên Mỹ thương cái hoàn cảnh của ông và có gửi cho ông một ít tiền, có dặn Xuân Thiệu là vào để đưa ông đi khám để xem cái tình trạng sức khỏe của ông nó ra làm sao. Nhưng mà tình hình hiện tại thì cũng không thể nào sang bên nhà ông được ấy. Này chắc phải đợi 1-2 hôm nữa để nước rút, có đi được thì mới sang nhà ông để xem cái tình trạng sức khỏe ông và đưa ông đi bệnh viện khám được. Hiện tại thì nước nhiều thế này thì cũng không biết là đến bao giờ mới sang nhà ông được nữa. Nha mọi người, bà con cứ ở những cái trên núi cao này, nước mưa ở trên núi dồn xuống rồi mọi người. Đây là bản Lũng Lình A nhé mọi người. Nhìn từ bên này thì đường sang. Đấy, bà con cứ sống ở trên những trườn núi treo leo lên đến tít tận trên đỉnh núi này nhé mọi người. Đấy, đây. Mọi thứ là sinh hoạt rồi đi lại của bà con rất là khó khăn. Tại vì bà con cứ ở trên những